mạnh thường quân giúp đỡ cho tôi được cái nhà mà đi khỏi là mưa dù sạch sẽ đầy đủ nước nối sinh hoạt nên là sạch sẽ hơn. Chú có vui không? À, vui lắm. Vui sao? Chú kể, chú kể nghe. Thì cũng được nhà như này nó cũng thấy vui. Ở bên kia thì đi muỗi đi bụi bặm đủ thứ nào rất khổ lắm. Đi về đây mới ở được khá đến nhưng mà nó thoải mái. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ. Hôm nay là còn vô cái nhà tình thương cho đồng đội, cho hộ người vô phương có hoàn cảnh rất khó khăn, có sự tài trợ của các nhà hảo tâm, của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhà báo dân trí đã tổ một cơ nơi khôn rom trong trần bình lộc để có một mưa ấm che mưa che nắng trong cái thời gian trong thời gian sắp đến. Địa phương cũng là ghi nhận và cũng mong rằng trong thời gian đấy này nhà hảo tâm cũng như nhà báo dân trí là tổ thêm những cái nguồn sinh khí mới để cho nhân dân này học. Dạ, cảm ơn.